Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái combo 34 để dành cho vệ sinh giày thể thao, nhất là giày thể thao màu trắng và bằng da. Thế thì cái xà phòng trong cái combo này thì các bạn sẽ có một hộp xà phòng cùng một cái chiếc bàn chải ni lông, và xà phòng và bàn chải này chúng ta có thể vệ sinh ở trên bề mặt da bằng cách là chúng ta sẽ lấy xà phòng lên bằng bàn chải chấm vào nước đánh ở trên bề mặt da, và sau khi có bọt chúng ta sẽ lấy một chút giấy ăn chúng ta lau ở trên bề mặt da. Và ngoài ra chúng ta vẫn có thể sử dụng cái xà phòng và bàn chải này đánh ở dưới cạnh đế cũng rất là hiệu quả. Với những cái vết bẩn cứng đầu mà không thể tẩy ra được bằng xà phòng, chúng ta sẽ sử dụng chai Travel Nomad này để tẩy. Trước khi sử dụng các bạn hãy lắc đều lên, mở nắp, cho ra bông, và sau đó chúng ta có thể sử dụng để tẩy ở trên cạnh đế hoặc là da giày, rất là hiệu quả.